Xin chào anh chị em nhé. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu anh chị em một chiếc nồi. Con này là Toshiba không chuông anh chị em nhé. Mã là RC10VXZ. Đây. RC10VXZ. Con này là một con nồi có áp suất hút chân không anh chị em nhé. Gioăng này em nói với chị con này gioăng như mới luôn, cực kỳ đẹp, gioăng rất xanh luôn này. Gioăng con này siêu đẹp nha anh chị em nhé, nó áp suất bi nhé, áp suất bi này. Con này Toshiba song chuông này, lồng lồi đẹp xuất sắc luôn. Không có chảy chóc để sơn gì hết nhé. Đây tôi sẽ bắt thằng chuông này, nó rất rất giống hình cái chuông, cực kỳ đẹp, lồng nồi rất nặng nhé. Này siêu nặng luôn. Đây đáy nồi đây, rất chi là mới. Con này đời rất cao, con này model đời 2016. Nồi cực kỳ đẹp luôn, rất cực kỳ hiếm những con 2016 anh chị em nhé. 13, 14, 15 thì nhiều. 13 nhiều, 14. 15 bắt đầu thì ít dần nhưng mà 2016 là bắt đầu rất là hiếm. Nồi Toshiba song chuông áp suất hút chân không anh chị em nhé. Song chuông áp suất hút chân không này. Con này lòng nồi nó phải nặng đến khoảng gần ký rưỡi. 1,5 kg. Ấy. Rất nặng. Lòng nồi đẹp, gioăng như mới luôn. Xanh đét. Đây, cực kỳ đẹp luôn anh chị em nhé. Mình có dán sẵn điểm 100V. Nếu anh chị em nào thích thì em sẽ dán thêm hướng dẫn sử dụng ở những cái phím này. Ví dụ hướng dẫn sử dụng ở những cái phím này nhé. Ví dụ đây là bắt đầu nấu, à đây là tắt này. Tắt hủy, đây là chọn menu này, chọn gạo và các chế độ nấu này. Nhấn nhấn và giữ 2-3 giây là sẽ chỉnh giờ nhé. Đây là bắt bắt đầu nấu này. Đây là hẹn giờ nấu này. Đây là giữ ấm này, đây các chức năng cơ bản. Và đây em hướng dẫn sử dụng luôn con này. Anh chị em ban đầu cho em nhấn một một lần này. À, để em chờ em xíu em cắm điện nhé. Em hướng dẫn anh chị em nấu cái chiếc nồi nhé. Hướng dẫn những chức năng cơ bản thôi. Thì rất nhiều chức năng mình không có dùng đến. Đây là nút giữa là menu, vừa chọn gạo vừa chọn cách cách nấu này. Đây là bên này là gạo này, là cách nấu này. Mình sẽ bấm ở giữa này. Bấm giữa này. Hàng đầu tiên này nhé. Hàng đầu tiên này. Nó sẽ là hàng chọn các loại gạo, ví dụ đây là gạo trắng này, cái này như là gạo không vo, cái này là gạo lứt, cái này là gạo lứt nảy mầm. Thì anh chị em nấu cơm bình thường ấy, anh chị em sẽ chọn cái gạo trắng này, chữ chữ đang nhấp nháy nhé. Còn ở hai hàng bên dưới này, nó là các chế độ nấu, đây, nó là cái này cách nấu này, anh chị em bấm một cái nữa, nó sẽ nhảy cái mũi tên này xuống cái hàng thứ hai là cách nấu này. Cách nấu thì mình sẽ chọn thường thường mình sẽ đây mình dùng mũi tên mình điều khiển. Nó cũng rất nhiều chế độ nấu thì cơ bản mình anh chị em sẽ nhớ chế độ này. Đây là chế độ nấu thường nhé, 50 phút. Chứ đang nhấp nháy đó. 50 phút thì mình nhấn nấu thì nó sẽ nấu thường và nấu một lần nó sẽ nhớ các chế độ vậy. Tiếp tục mình xuống dòng dưới thì chữ này mình cũng không quan trọng. Chữ này là chữ 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 quan trọng mình nên nhớ nhé. Cái này là nấu nhanh 20 phút này. Tiếp theo hai cái này mình cũng không cần quan tâm. Sang cái thứ đây sang chữ này, đây nấu nấu cháo hoặc là hầm xương, anh chị em mới dùng chức năng này nhé. Nấu cháo hầm xương thì cực kỳ ngon luôn. Còn anh chị muốn nấu chế độ tiết kiệm điện thì anh chị sẽ dùng chế độ Ecolovi này. Là nấu thông minh, nấu tiết kiệm điện nhé.
Một anh chị nấu eco hoặc là nấu thường bên trên. Hai là anh chị cần kia cần gấp thì mình sẽ nấu nhanh ở đây 20 phút. Đó, đây là chức năng cơ bản. Đây là hâm nóng này, đây là tắt hủy này, tắt hủy này. Đây là menu này, đây là nhấn nhấn và giữ khoảng 3 giây là nó chỉnh giờ này. Đó. Nó sẽ nháy nháy cái giờ này và mình sẽ dùng mũi tên này. Mình sẽ được điều chỉnh. Hoặc là mình giữ nó sẽ nhảy. Đó, ví dụ bây giờ là 12 giờ 10 mình sẽ bấm vào đó, mình bấm tắt nó sẽ lưu lại là 0 giờ 10 phút. Vậy là xong, đây là nút bắt đầu nấu này. Bây giờ mình sẽ chỉnh sẵn cho anh chị em là về chế độ gạo trắng sẵn rồi này. Và cách nấu thì mình sẽ chọn Ecolovi nhé. Đây, chị em nó về chế độ Ecolovi sẵn này. Thì mình sẽ cho nồi vào thì nó sẽ nấu chế độ Ecolovi cho anh chị em. Nó sẽ tiết kiệm điện rất tốt. Hoặc là anh chị có thể nấu thường thì nó cơm rất là ngon. Đây, nồi rất đẹp anh chị em nhé. Này. Quá đẹp luôn. 2016 nhá. Đây bây giờ em sẽ mở nồi ra để cho anh chị xem. Số này nó sẽ nấu Ecolovi như nào nhá. Và đây anh chị xem chung quanh cái con nồi này. Đây, mình sẽ xem thông số của nồi nhé. Mã là RC10VXJ đời 2016. Đây, áp suất là 5 kPa này. À, và thông số này đây. Nồi 1 lít này. Điện 100V, công suất 1420W. Con này nấu ở 167 độ C. Nấu nhiệt độ tương đối cao. Nên cơm rất ngon. Con này nồi song chuông nó sẽ nấu đối lưu nhiệt nhé. Và chức năng hút chân không thì nó sẽ giữ cơm được rất lâu và cũng rất là ngon. Nó sẽ liên tục hút chân không ra trong trong nồi, lòng nồi lúc nào cũng không có không khí. Nó giữ cơm ngon hơn và giữ được lâu hơn. Và đây bây giờ em sẽ nấu chế độ Ecolovi này. Đang ở chế độ Ecolovi, bây giờ mình sẽ nấu này, bấm đây nấu này. 50 phút. Đây anh chị thấy chưa? Đây là đèn đèn Ecolovi nhé, đây. Đèn báo Ecolovi này. Còn đây là đèn hút chân không màu xanh xanh này. Con này đời 2016. Để em lật cái nồi lên cho anh chị xem nồi 2016 nhá. Đây là con nồi nhá, đây là cái đây phần đáy nồi đây, đây 2016 này. Rất hiếm khi mà gặp những con nồi mà Toshiba song chuông mà đời 2016 nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cực mới nha. Anh chị em nào kết thì trước mua trượt vài lần rồi thì nhanh tay để lấy con này nhé. Rồi, em đã giới thiệu xong chiếc nồi Toshiba song chuông áp suất hút chân không đời 2016, đời rất cao. Anh chị em nào mua thì liên hệ với em ngay nhé. Bên em có ship hàng toàn quốc. Nếu anh chị em chuyển khoản bên em sẽ free ship, còn nếu mà thu hộ thì sẽ anh chị sẽ đặt cọc giúp em nhé. Đặt cọc giúp em con này thì đặt cọc rồi em sẽ ship code. Thì anh chị sẽ tự chịu phí ship. Hết bao tiền thì sẽ gửi bên Viettel. Nhận hàng thì anh chị kiểm tra hàng hóa kỹ giúp em nhé. Chứ nhận hàng rồi mà nói là bể vỡ hay nói bị sao thì khi đó bên Viettel hoặc bên vận chuyển họ sẽ không xác nhận được cho mình. Nên là nhận hàng kiểm tra kỹ, nếu mà có vấn đề gì thì hãy báo ngay. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt anh chị em.